Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 3 ngày 21 tháng 2 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn làm việc với huyện Văn Giang về hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thành phố Hưng Yên tháo gỡ khó khăn theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh để đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông trọng điểm. Huyện Ân Thi sáp nhập 12 trường học thành 6 trường lên cấp. Thưa quý vị và các bạn, sớm hoàn thiện các tiêu chí để huyện Văn Giang cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao và đạt tiêu chí đô thị loại 4 trong năm 2023 là kết luận của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc sáng nay với huyện Văn Giang về đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đến nay, 10 trên 10 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 5 trên 10 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 24 trên 83 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Căn cứ vào bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, Văn Giang có 3 trên 9 tiêu chí đã đạt, gồm thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện và kinh tế. Huyện còn 6 tiêu chí chưa đạt chuẩn với 13 nội dung như quy hoạch, giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, chất lượng môi trường sống và an ninh trật tự. Về những vấn đề huyện Văn Giang cần quan tâm để hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các đại biểu các ngành đã trao đổi, làm rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp. Huyện nông thôn mới nâng cao là phải 100% các tuyến đường đều được phải trồng cây xanh. Đây cũng là một trong những cái việc mà công chí phải tập trung rất cao, bởi vì lúc đầu thì kế hoạch này thì công chí đạt 70% thôi. Về cái bến xe, huyện thì cũng chưa có cái bến xe chính thức. Về cái tiêu chí môi trường thì đây là một cái tiêu chí là Văn Giang cũng còn thiếu rất nhiều. Vấn đề chất thải cứng và rác thải, nước thải sinh hoạt là nội dung còn khó khăn với huyện Văn Giang, được lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất hướng xử lý. Đối với cái chất thải rắn không nguy hại thì trong thời gian tới giao cho một đơn vị làm những cái vật liệu để xây dựng, cũng như là có thể là dùng đó để có thể thực hiện san lấp được. Việc phân loại rác là một những yếu tố để giảm thiểu di chuyển, vận chuyển đi các nơi khác. Tôi cho rằng là nếu như ta làm được thì cái lượng rác thải di chuyển đi thì ít đi. Thế và ta phân loại được, giả sử những cái gì thể tái chế được thì ta lại dồn lại và có thể chuyển lại cho các nhà tái chế. Việc thu phí chúng ta cũng đang tính cái tuần bình quân cao bằng. Nhưng mà chúng tôi cũng đang đề nghị là huyện có thể tìm ra một xã để làm điểm. Bởi vì đối khi ta phân loại được thì cứ cân. Thì mỗi một cân là bao nhiêu tiền, thì nếu ông nào phân loại ít thì là ít tiền, mà nhiều thì nhiều tiền. Như thế thì đương nhiên nó công bằng hơn. Để huyện sớm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, lãnh đạo huyện đã đề xuất kiến nghị tỉnh và các sở ngành quan tâm giúp Văn Giang 7 nội dung gồm: sớm ban hành nghị quyết về chương trình xây dựng và phát triển đô thị Văn Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tạo điều kiện để huyện tiếp cận các nguồn lực và có cơ chế đặc thù hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, hỗ trợ các xã hoàn thiện và nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, có chủ trương xây dựng và hỗ trợ kinh phí xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, đầu tư các tuyến giao thông, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng về thủ tục, cơ chế đất đai cho các dự án đô thị, xem xét thu hồi các dự án trên địa bàn chậm triển khai, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mới có nhu cầu. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao của Văn Giang, cũng như ý kiến của lãnh đạo các sở ngành, của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định để hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất, huyện Văn Giang và các sở ngành cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau. Thứ nhất, về quy hoạch, xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện thì nội dung này thì đã đạt. Tuy nhiên huyện Văn Giang đã được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt quy hoạch chung của huyện Văn Giang và hướng dẫn trình tự thủ tục phải tiếp tục làm phê duyệt các quy hoạch phân khu. Thì nội dung này thì giao cho Sở Xây dựng hướng dẫn huyện Văn Giang lập các quy hoạch phân khu và trình tỉnh phê duyệt. Nội dung thứ hai, tỉnh hỗ trợ trụ sở và khu hành chính của huyện. Như này huyện đề xuất lại là huyện sẽ xây dựng cái khu hành chính mà đã được Thủ tướng phê duyệt. Như vậy cái tiền này đã có rồi thì chuyển sang các công trình trọng điểm của huyện khoảng 400 tỷ nhé. Do vậy là các công trình về điện chiếu sáng, các đồng chí có ý kiến, rồi các công trình trọng điểm của Hội ấy, đặc biệt là các cái tiêu chí còn thiếu còn yếu về cơ sở vật chất kỹ thuật của huyện thì đồng chí phải hoàn thiện. Về các tiêu chí chưa đạt, thứ nhất là bến xe khách, ba phương án nhé. Một, nếu là đất công ích thì huyện làm luôn, thế còn nếu là không phải đất công ích thì giao cho cơ quan sở có chủ tư rà soát xem là tách cái dự án ra 5 hecta để tách ra khu bến xe bao nhiêu hecta thì kêu gọi nhà đầu tư để làm sớm cái khu bến xe trước. Nội dung này là trong quý 1 mà phải trình Ủy ban tỉnh. Về môi trường thì cái đây mới là cái phức tạp, nhưng mà ta làm được chứ phải không làm được. Thì thứ nhất là đối với chất thải rắn ở đây đấy, thì Sở Xây dựng phải khẩn trương tìm một cái vị trí nào đất công ích kết hợp với các huyện ta rà soát, đặc biệt Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ, Văn Lâm có một bất kỳ một diện tích đất công ích nào thì ta cho một cái doanh nghiệp họ đang đăng ký về là xử lý toàn bộ cái chất thải rắn, không phải chôn lấp. Họ đưa máy về, họ xay, họ nghiền cho đấy ra để làm vật liệu xây dựng và thay cắt đá sỏi thông thường rất là tốt, thì họ cho làm thí điểm. Trong tháng 3 phải báo cáo Ủy ban tỉnh vị trí địa điểm để cho doanh nghiệp về họ sản xuất thử. Như vậy khi họ có rồi thì toàn bộ cái chất thải rắn của Văn Giang và của toàn tỉnh là được xử lý. Thế còn riêng đối với xử lý nước thải và rác thải thì cái này thì có rất nhiều các chương trình rồi. Thì tôi đề nghị Văn Giang bổ sung cho Hội Phụ Nữ huyện này để ta nâng cao hỗ trợ cho người dân. Thế còn cái đề án liên quan đến xử lý nước thải, một là về chủ trương chung thì làm đúng theo đề án hiện nay tỉnh đang phê duyệt, giao cho các doanh nghiệp cung cấp nước sạch cho đó là xử lý nước thải. Nhưng mà rất là lâu. Thì còn một ý nữa là trước mắt thì các thôn mà chưa có đó thì ta tạm thời quy hoạch đã. Ta sử dụng từng các khu dân cư đấy là ta có xử lý chung, rất là rẻ. Sau đó làm đường dẫn ra, nhân dân đóng góp ủng hộ, cho huyện hỗ trợ 50% cát đá sỏi, nhân dân bỏ công. Như là xây dựng đường nông thôn mới, đường xi măng như ngày xưa ấy. Các đồng chí phải có cái đề án đấy. Nên còn quy hoạch ở đây thì tôi cũng đề nghị toàn tỉnh về cái quy hoạch điểm đỗ xe. Không sau này tất cả các quy hoạch xong hết rồi mà nhà cửa mọc hết rồi là không có điểm đỗ xe đâu. Mà hiện nay vào thôn này đường rất là bé, ô tô không vào được. Thì ta phải làm từ bây giờ đấy, vì đang thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà. Mà hiện nay tất cả các huyện mà đang đề nghị tỉnh phê duyệt quy hoạch đất, Sở Tài nguyên kiểm tra lại. Các huyện đã trình rồi mà chưa có này yêu cầu trình lại, thà chậm 1 tháng 2 tháng còn hơn. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang sớm ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Ủy ban Nhân dân huyện căn cứ nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, có mốc thời gian cụ thể. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng với sự quan tâm của tỉnh, sự giúp đỡ của các sở ngành, năm 2023, Văn Giang sẽ cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, là mô hình để các địa phương học tập, tạo tiền đề để cả tỉnh Hưng Yên sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Khu công nghiệp Minh Quang trên địa bàn thị xã Mỹ Hào được triển khai xây dựng từ năm 2018. Đến nay, hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư. Khu công nghiệp Minh Quang có diện tích 150 ha thuộc địa bàn các phường xã của thị xã Mỹ Hào là Minh Đức, Bạch Sam và Dương Quang. Dự án hạ tầng có tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng, chủ đầu tư là tập đoàn TNG Housing. Trừ diện tích hạ tầng, khu có 110 ha đất công nghiệp cho thuê. Đến nay đã thu hút 21 dự án trong nước và nước ngoài như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc đến đầu tư với tổng số vốn đăng ký 3.500 tỷ đồng. Hiện khu còn 50 ha mặt bằng sạch, hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận ngay dự án và đầu tư. Trên địa bàn huyện Kim Động đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh về lĩnh vực giao thông, các khu cụm công nghiệp. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được huyện tập trung cao độ, trong đó chú trọng giải quyết những tồn tại khó khăn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong buổi kiểm tra tiến độ các dự án vừa qua, huyện Kim Động đã tổ chức họp bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch tháo gỡ từng khó khăn. Đối với dự án khu công nghiệp số 5 và dự án đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với DT 376, vướng mắc về xác định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu với các diện tích trồng ken đặc bất thường, có tán và cành cây bị cắt tỉa nhiều hoặc có ít tán cây. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện thuê đơn vị thẩm định giá độc lập. Ngày 20 tháng 2, huyện Kim Động đã phê duyệt phương án bồi thường, tiến hành công khai đến các hộ dân và xây dựng kế hoạch sớm chi trả nếu các hộ dân đồng thuận. Đối với dự án xây dựng tuyến đường bên nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, huyện phối hợp với Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để điều chỉnh, trích lục phần diện tích cần giải phóng mặt bằng qua hai xã Nhân La và Vũ Xá. Từ đó, sớm có căn cứ để thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ đến người dân. Thưa quý vị và các bạn, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư phải đồng hành cùng nhà thầu, tập trung tháo gỡ những vướng mắc khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tại buổi kiểm tra giám sát việc thực hiện một số công trình, dự án giao thông trọng điểm của tỉnh trong ngày 9 tháng 2 vừa qua. Thực hiện chỉ đạo trên, các cấp chính quyền và đơn vị liên quan đã nghiêm túc thực hiện. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về bãi đổ thải loại đất không thích hợp trong quá trình thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi họp giao ban Ủy ban Nhân dân tỉnh vào ngày 13 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh lý do phê duyệt đưa đầm Phù Sa, thôn Phù Sa, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên ra khỏi danh mục hồ ao đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 667 ngày 15 tháng 3 năm 2022 là để phục vụ dự án xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình. Đồng thời, yêu cầu các cấp chính quyền thành phố Hưng Yên hiểu đúng và thực hiện đúng quyết định, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Hưng Yên đã họp giao cho Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Hanh tiếp tục để đơn vị thi công xúc tiến, tập kết, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ dự án. Sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban tỉnh, sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban thành phố, với các dự án trọng điểm thì xã Hoàng Hanh chúng tôi chỉ có một cái gọi là bùm Phù Sa. Anh em chúng tôi trong Ban Thường vụ cũng họp bàn và thống nhất là tạo mọi điều kiện tối đa nhất để hoàn thành dự án trong giai đoạn sớm nhất. Ngoài giải quyết kịp thời khó khăn về bãi đổ thải, hiện các sở ngành chức năng tỉnh cũng như các địa phương nơi có dự án đi qua hiện đang tập trung giải quyết những kiến nghị của nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ dự án. Theo đơn vị nhà thầu, với tiến độ hiện nay thì trong tháng 3 năm 2023, tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình giai đoạn 2 sẽ hoàn thành và thông xe. Còn tuyến đường bên nhánh phải đã trải xong lớp cấp phối đá xăm loại 2. Tuyến đường bên nhánh trái đã đào lề được hơn 10 km. Cùng với những chỉ đạo quyết liệt trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đơn vị thi công cần huy động tối đa máy móc để thi công dự án sớm đưa vào khai thác, hoàn thành theo tiến độ. Cùng với quy hoạch đầu tư mạng lưới điện phục vụ dân sinh, tỉnh Hưng Yên đang tập trung đầu tư hạ tầng lưới điện phục vụ hơn 40 khu và cụm công nghiệp, 3 khu đô thị lớn đã và đang hình thành trên địa bàn tỉnh. Công ty Điện lực Hưng Yên điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển nguồn điện đáp ứng nhu cầu phụ tải cần thiết, thực hiện việc cắm mốc quy hoạch hướng tuyến lưới điện của cấp điện áp 110 kV, 220 kV và 500 kV, bố trí quỹ đất đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện theo quy hoạch. Đồng thời, rà soát các đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt và các đồ án quy hoạch đang thẩm định, đề xuất phương án điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500 kV, 220 kV, 110 kV và đường dây trung thế. Trong đó đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án lưới điện 110 kV, một số dự án. Tỉnh cũng triển khai đầu tư các dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV tại các huyện có khu công nghiệp, khu đô thị lớn. Cùng với phát triển hạ tầng lưới điện phục vụ khu công nghiệp và khu đô thị, Hưng Yên tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình đầu tư xây dựng mới nhằm phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó tập trung nâng cấp cải tạo, xây dựng chống quá tải lưới điện của tỉnh, gồm lưới điện 110 kV và lưới điện trung áp cấp điện các khu cụm công nghiệp mới triển khai xây dựng, lưới điện trung áp, hạ áp tại các xã. Thôn Phạm Xá, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ là một trong những thôn đầu tiên của huyện về đích khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Để đạt được thành quả trên, nhiều hộ dân trong thôn đã hiến gần 12.000 m2 đất để làm đường. Con đường dài trên 3,5 km, rộng 8 m, nối từ đoạn đường DH80 tới đường DH85 đã được cải tạo và mở rộng từ tháng 8 năm 2022. Gần 150 hộ dân tại thôn Phạm Xá đã hiến khoảng 12.000 m2, trong đó đất thổ cư là 4.500 m2, đất nông nghiệp là gần 7.500 m2. Các gia đình hiến nhiều là ông Nguyễn Văn Tỉnh khoảng 400 m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Hùng 100 m2 đất thổ cư, Ông Tỉnh còn tự nguyện phá tường bao trị giá gần 150 triệu đồng để mở rộng đường. Có được kết quả trên là sự đồng thuận của người dân thôn Phạm Xá và chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Xã Minh Tiến đã bắt tay ngay vào cái việc là xây dựng các kế hoạch và triển khai các cuộc vận động là toàn dân là tham gia là hiến đất thuận tiện cho cái việc giải phóng mặt bằng. Đến nay, huyện Ân Thi đã thực hiện sáp nhập hợp nhất 12 trường học thành 6 trường lên cấp. Các trường sau sáp nhập đã đi vào hoạt động ổn định, phù hợp với thực tế của địa phương. Trong đó có 6 đơn vị trường học đã được sáp nhập, hợp nhất thành 3 trường học mới từ năm học 2019-2020 là các trường mầm non thị trấn Ân Thi, trường trung học cơ sở Phạm Huy Thông và trường tiểu học và trung học cơ sở Tiền Phong. Đến năm 2022, huyện tiếp tục thực hiện sáp nhập thêm 6 trường học, bậc tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Hạ Lễ, Hồng Quang và Văn Nhuệ thành các trường tiểu học và trung học cơ sở. Các địa phương tiến hành sáp nhập dựa trên các điều kiện về quy mô trường lớp, số học sinh, dân cư. Quá trình thực hiện được tiến hành đảm bảo chủ trương đề ra. Ngoài một số khó khăn về công tác quản lý chung với khối lượng công việc nhiều và thay đổi môi trường làm việc, học tập trung, việc sáp nhập trường học đã mang lại thuận lợi đến cả giáo viên và học sinh cũng như các nhà trường. Giảm được đầu mối theo cái nghị quyết. Hai nữa là nó nằm trên một địa bàn quản lý, tức là một chủ thể đó là một xã, cho nên việc đầu tư cơ sở vật chất với nhà trường thuận lợi. Khi mà sáp nhập như vậy thì nó sẽ khắc phục được cái tình trạng là thiếu giáo viên cái môn đặc thù, ví dụ như môn tiếng Anh, môn mỹ thuật, môn âm nhạc, môn thể dục. Mà thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì tiếng Anh là môn bắt buộc bắt đầu từ lớp 3. Và hiện biên chế về tiếng Anh ở các nhà trường tiểu học thì nó cũng đang là thiếu, thì đây nó sẽ khắc phục được cái tình trạng này. Đến nay, huyện Ân Thi đang tiếp tục rà soát lại mạng lưới các trường lớp trên địa bàn và thực hiện kế hoạch sáp nhập các đơn vị đủ điều kiện còn lại, đảm bảo môi trường học tập thân thiện, hiệu quả, góp phần thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế trong khám và điều trị bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 41 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, tăng 6 cơ sở so với năm 2020. Ngoài ký hợp đồng với 9 cơ sở y tế tuyến tỉnh, 12 cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, thị xã và tương đương, 15 cơ sở y tế ngoài công lập, Bảo hiểm xã hội còn ký hợp đồng với 5 trạm y tế tại công ty doanh nghiệp. Đa số các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đều ký hợp đồng thanh toán theo định suất với trên 95% số thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Công tác khám chữa bệnh và thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định, đảm bảo đúng quyền lợi của đối tượng. Tính từ tháng 1 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 95.000 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được chi thanh toán với tổng số tiền trên 57 tỷ đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ 15 giờ chiều nay, mỗi lít xăng RON 953 và E5 RON 92 đều hạ 320 đồng. Các mặt hàng dầu trừ ma rút cũng giảm từ 700 đến 750 đồng. Theo đó, giá xăng RON 953 giảm về còn 23.440 đồng một lít, tức hạ 320 đồng. E5 RON 92 giảm 320 đồng, về còn 22.540 đồng một lít. Còn đối với các mặt hàng dầu đều giảm. Đối với dầu diesel giảm 700 đồng, còn 20.860 đồng. Dầu hỏa hạ 750 đồng, với mức giá mới 20.840 đồng một lít. Riêng dầu ma rút tăng 620 đồng, lên 14.250 đồng một kg. Như vậy trong kỳ điều hành này, theo Liên Bộ nhằm bình ổn thị trường, giữ giá bán lẻ cùng chiều đi xuống với thế giới và tạo dư địa cho quỹ bình ổn để điều hành trong bối cảnh giá thế giới còn bất ổn. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa bất ngờ có chuyến thăm chớp nhoáng tới Ukraine, quốc gia đang có chiến sự, và gửi đi thông điệp về sự đoàn kết. Tiếp ngay sau đó, Tổng thống Mỹ đã tới Ba Lan, một đồng minh quan trọng của Mỹ trong NATO và là quốc gia đang dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho chính quyền Kiev. Chuyến thăm tới Ba Lan lần này là chuyến công du thứ hai của ông Biden tới Ba Lan chỉ trong vòng chưa đến một năm. Sự hiện diện của Tổng thống Joe Biden tại Ba Lan được cho là mang nhiều thông điệp về chính trị và quân sự của Mỹ và NATO với Ukraine. Thứ nhất, Tổng thống Mỹ tới Ba Lan để củng cố tính thống nhất và sự đoàn kết của các đồng minh trong việc ủng hộ Ukraine, cũng như gửi một tín hiệu rất mạnh mẽ tới Tổng thống Nga Putin trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang. Tiếp theo, Ba Lan trên thực tế là quốc gia tiên phong trong việc chống lại Nga, cũng như có mối quan hệ đặc biệt với Mỹ. Chuyến đi này cho thấy Mỹ coi Ba Lan như một đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Đông Âu và là tiền đồn quan trọng của NATO trong cuộc đối đầu với Nga. Trước đó, trong chuyến thăm tới Ukraine, ông Biden đã gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ của Mỹ với Ukraine ở thời điểm cuộc xung đột bước sang năm thứ hai. Chính quyền Taliban tuyên bố sẽ xúc tiến các kế hoạch biến những nơi từng là căn cứ quân sự nước ngoài thành các đặc khu kinh tế cho doanh nghiệp. Trong tuyên bố ngày 19 tháng 2, chính quyền Taliban cho hay Bộ Công nghiệp và Thương mại Afghanistan sẽ dần dần kiểm soát các căn cứ quân sự còn lại của lực lượng nước ngoài với ý định chuyển đổi chúng thành các đặc khu kinh tế. Kế hoạch thí điểm sẽ bắt đầu chuyển đổi mục đích sử dụng các căn cứ ở thủ đô Kabul và ở phía Bắc. Nền kinh tế của Afghanistan đã gặp khó khăn và các cơ quan viện trợ hiện cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước vào năm 2021. Kể từ sau khi Taliban lên nắm quyền, viện trợ phát triển đã bị cắt giảm và tài sản của Ngân hàng Trung ương bị đóng băng. Nước này cũng phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt trong lĩnh vực ngân hàng. Trong khi đó, Taliban cho biết họ đang tập trung vào việc thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp thông qua thương mại và đầu tư. Dù vậy, một số nhà đầu tư nước ngoài đã bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh sau một loạt các vụ tấn công, trong đó có vụ tấn công vào một khách sạn thường đón khách doanh nhân Trung Quốc do nhà nước Hồi giáo IS nhận trách nhiệm. Một thành phố thuộc tỉnh Kagoshima của miền Nam Nhật Bản ra quyết định yêu cầu người dân viết tên của họ trên các túi rác nhằm khuyến khích phân loại rác. Tuy nhiên, quyết định này đang làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. Thành phố Ichikikushikino là địa phương ra yêu cầu nêu trên từ năm 1996 để khuyến khích mọi người vứt rác có trách nhiệm và phân loại rác. Thời điểm đó, giới chức cho biết có trường hợp người dân để bình ga hay pin chung túi với rác không cháy, gây hỏa hoạn tại trung tâm xử lý. Nếu túi rác không có tên, chủ hộ hoặc không được phân loại đúng cách, nó sẽ bị dán nhãn vi phạm và không được thu gom. Trong khi nhiều người ủng hộ thì một số người bày tỏ lo ngại và không muốn tuân thủ quy định viết tên, bởi thùng rác gia đình là nơi chứa nhiều vật dụng liên quan đến quyền riêng tư cá nhân. Trong khi đó, chính quyền thành phố hy vọng quy định này sẽ khuyến khích người dân phân loại rác đúng cách. Hầu hết các thành phố đông dân ở Nhật Bản không có quy định như trên, nhưng một số thành phố khác cũng đã bắt đầu thực hiện, giống như thành phố Ichikikushikino, với quan điểm rằng khi người dân nâng cao ý thức về rác, họ sẽ tạo ra ít rác thải hơn. Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết họ không nắm được số lượng thành phố yêu cầu cư dân viết tên lên túi rác như vậy. Hai nhà khoa học tại Đại học Pittsburgh của Mỹ vừa công bố thử nghiệm thành công trong kỹ thuật cấy ghép điện cực và cột sống để điều trị bệnh nhân bị liệt do đột quỵ, giúp họ lấy lại một phần khả năng vận động. Thông qua kỹ thuật kích thích điện ngoài màng cứng, cột sống cổ, các nhà nghiên cứu đã cải thiện thành công khả năng vận động của cánh tay và bàn tay ở hai bệnh nhân đột quỵ, những người không có phương pháp điều trị nào cho chứng liệt nửa người của họ. Marco Capogrosso, tiến sĩ, kỹ sư y sinh tại Đại học Pittsburgh và các đồng nghiệp cho biết, kích thích tủy sống liên tục qua 2 dây dẫn được cấy ghép bằng phẫu thuật đã cải thiện sức mạnh, tốc độ và các chuyển động chức năng ở hai bệnh nhân đầu tiên của nghiên cứu đang diễn ra. Hai bệnh nhân đột quỵ đã thử vận động từ ngày đầu tiên mà không cần tập luyện. Trong vòng 30 ngày, họ đã có thể mở và nắm hoàn toàn nắm đấm, giơ cánh tay qua đầu và sử dụng nĩa và dao để cắt thức ăn lần đầu tiên sau nhiều năm. Tiến sĩ Envira Pirondini, đồng tác giả của nghiên cứu và cũng là một nhà kỹ thuật sinh học tại Đại học Pittsburgh, cho biết mục tiêu của nhóm là để bộ phận cấy ghép vĩnh viễn hoạt động liên tục, ngoại trừ việc thay pin sau vài năm hoặc lâu hơn. Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật lâu dài, với phần lớn bệnh nhân bị suy giảm cử động cánh tay và bàn tay. Hiện tại không có phương pháp điều trị nào đối với chứng liệt chi ở những người sống sót sau đột quỵ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.